Chào các bác, em Tuấn về loa Prodeo karaoke cho các bác nhé. Hiện tại là hôm nay đang về được khoảng độ hơn 50 đôi, hơn 50 đôi Prodeo này. Tất cả những đôi kia đều có như thế này hết, như nhau hết. Và em giao cho bác là bao cho bác tất cả hàng đẹp Prodeo, củ Maran hết, tất cả bát củ Maran hết, củ Maran này, nhìn này, Maran hết nhé. Và bác chú ý hộ em một keo chỉ này nhé. Xịn thì không nằm ở keo chỉ, bác nhìn keo chỉ chưa, tất cả keo chỉ nhé, keo nâu hết đấy. Thì đối với lại dòng này thì các bác vừa nghe em chưa lau nhé, chưa dọn gì cả, em vừa bóc một chiếc ra luôn, vừa bóc thùng một chiếc ra đây khui hài chứ không có lau dọn. Lau dọn nó sẽ đẹp những cái đấy thì sau. Thì báo cáo bác là đối với những dòng loa này hiện tại hàng bãi về chưa thấy gân. Bác nhìn cái nước này, bác nhìn cái nước dưa của nó đây thì nhìn nó biết nó bãi xịn hay không thì bác nhìn nó biết, phải nói là quá đẹp. Nhưng mà ở hàng bãi về là nước ngoài là đa số là nó đây, nó bị gân như thế này thì là bên nước ngoài họ sẽ thay, thay cả lô, thay cả loạt, thì khi đó về bên mình gọi là loa bãi bác ạ. Thì loa bãi, thì loa bãi thì đối với dòng này nó có hai hình thức. Cái thứ nhất là bác nào mà muốn loa về chỉ sẵn nghe không ấy, gân những thay sẵn hết cho các bác ấy, thì mức giá 3 triệu 9 một đôi. Bác chú ý hộ em là đây là con này là bát 25 nhé, chứ không phải là bát 20. Chú ý hộ em ạ, bát 25 nên là chất bát nó rất là uy lực nhé, rất bát nó rất là uy lực, uy lực bát dày ấm áp hay nhé. Karaoke và nghe nhạc phải nói luôn là bao phê và hay cho các bác luôn đây nhé. Đấy, bao phê và hay cho bác. Riêng dòng này thì đừng không phải hỏi là nó có hay hay không hay nữa. Đấy bác ạ, được chưa ạ? Đấy vừa này à, để cho các bác mức giá nếu như các bác không làm gân, mà có nghĩa là bên em là phải phải đi làm gân cho các bác ấy, thì là để cho các bác 3 triệu 9 một đôi này, 3 triệu 9 một đôi này. Nhìn nó loa nó gần như mới các bác ạ, nó quá đẹp luôn này, bác hài lòng 3 triệu 9 một đôi này. Còn nếu như bác nào tự làm gân thì em để cho các bác 3 triệu rưỡi, bớt cho bác 400.000, bớt cho 400.000. Bởi vì là có những bác ở gần hàng xóm bác làm gân, có một số người họ làm gân thì họ chỉ hết khoảng độ trăm, hơn 100.000 một đôi gân đi thôi mà. Đấy, nhưng em sẽ bớt cho bác hẳn 400 luôn đấy, để cho bác đi làm cho em, cho đỡ đỡ phải đi làm. Chứ em Tuấn là báo cáo các bác là em phải đi làm chứ em không làm. Thế là bán hàng em trả đơn thì các bác em ù hết thật thai làm em được bác. Đấy, cái thứ nhất là nếu như em đi làm gân cho các bác thì là 3 triệu 9 một đôi loa này nhé. Thế bác nhìn con này nó thùng nó khá to đấy, có nhìn chiều ngang này, chiều ngang nó 50 đấy, chiều ngang 50, chiều cao nó tầm 30, hơn 30 tí, và chiều sâu của thùng cái căng nó gần 30 luôn, không nhẹ. Và con này có tổng công suất là 900W, có nghĩa là 400 450W một một con. 450W con, phân tần vào đấy hết. Đã bảo rồi con này thì bao bao hay bao phê cho bác luôn. Này, những cái lớp tiêu âm của nó bóc nỉ hết cho mình. Dòng này không hay thì nói làm gì nữa bác, củ Maran, được chưa? Thì đây bác nhìn này. Phải nói luôn là hàng, nhìn này, cái độ cồn này. Riêng con này em báo rồi mà bao quá rồi mà, bao cho các bác hay và phê luôn. Đấy. Còn đây nhìn loa này, loa đẹp miên man bác ạ, nói luôn là loa bãi này đẹp lắm, thế này đẹp lắm rồi bác ạ. Đấy, loa bãi đấy, được chưa, chưa thấy gân. Củ đây, con củ bát của nó là Maran đây, củ Maran đây. Các bác chú ý đi là đi loa bãi, loa bãi với lại loa xịn, loa không xịn các bác, thứ nhất là bác nhìn côn, hai là bác nhìn nước keo này, đây này, những cái đường keo mà bác nhìn này kia đấy. Đấy, đây tiếp tục con tép này nữa, tép cũng tép Maran tất thôi nhé, này tép cũng của Maran hết, tép của Maran hết ạ. Được chưa, vậy là nó các bác biết rồi gì Maran, tất cả những của Maran và những đô la BMB 252 à 22 mấy cũng đều là của Maran. Nhưng mà con này bát 25 cơ bác ạ, dòng này bát 25. Do vậy mà các bác hát karaoke phải nói luôn là hát karaoke thì từ bát 25 nghe nó phê, nghe nó phê đấy, bởi vì là chất bát nó dày, nó uy lực. Còn bát 20 thì nó hơi yếu, nói thật hơi yếu, mà bát 20 thì phòng phải nhỏ, phòng phải nhỏ và phải có súp đấy. Còn con này thì ok bác nhé, vừa nghe vừa hát phê luôn. Này, củ em quay chi tiết cho bác đây, quay phi sáng cho bác nhìn củ có biết không chưa.
Bao chất cho bát luôn, bao hay luôn đấy. Còn đây ở ngoài đây, cái này những cái này cái keo bẩn này chưa dọn, cậy đây thôi, cậy ra nó rơi rơi nhà nó bẩn cho bác. À, bác chú ý hộ em nha, 3,9 triệu một đôi là thay gân, chỉ bác về sẵn dùng, các bác chỉ việc dùng sẵn dùng là 3,9 triệu một đôi. Còn nếu như bác nào mà tự thay gân thì em lấy 3,5 triệu một đôi, bớt cho bác 400k. Thật ra là các bác nào về đi, đi gần nhà bác. Còn tình trạng này em bao là hàng ok nhá, sống hoạt động bình thường nhưng mà không thay gân thôi. Mà thay gân thì báo cáo các bác là bây giờ rất là nhiều người thay được gân, rất nhiều người ạ, bởi vì thay gân quá dễ. Thì các em thay gân một đôi loa này, em thay hai cái bát này thì nó chỉ mất tầm khoảng 10 phút thôi, chưa đến. Nhưng mà em còn nhiều thời gian em làm việc khác nên là cái đấy thì em cũng nói luôn cho bác thế. Bình thường các về các bác đem đi bác chỉ mất tầm trăm, trăm rưỡi tiền thay gân thôi. Thế thôi. Thì em bớt hẳn cho 400. Đấy, thì còn là 3,5 triệu một đôi. Bát 25. Còn về thông số phía sau đây. Thông số phía sau đây, nó là Prorio này. Prorio model S KSP 480 MK2 chở kháng 8 ohm, công suất 450W. Đó, mắc nhé. Vậy là một đôi này công suất mắc của nó lên đến 900W. Giá 3,9 triệu. Bao cho các bác hát hay, nghe hay, nhạc hay, phê luôn nhé. Những dụng này. Và cái con này cái đặc biệt của nó là nó lại có cái này này bác này. Ví dụ như là nhà bác nào ấy, ví dụ nhà bác nào bác không thích hợp cái màu đen này. Em chưa lau nhé, đây. Nhìn chưa lau tí nào nhé. Chưa lau tí nào nhé. Nó không thích hợp màu đen này bác có thể sơn thùng lại được. Hoặc là bác không thích cái e-căng này là màu màu này chẳng hạn. Bác có thể sơn nó màu trắng, màu vàng hay màu nhũ, màu gì cũng được, bởi vì bây giờ nó rất là dễ sơn. Đấy, chỉ bằng cách nhấc ra sơn riêng, hoặc hai cái này bác thích sơn cái gì khác cũng được. Tóm lại là nó rất dễ cho các bác luôn. Ok chưa? Đấy, ốc. Bác nhìn những con ốc của nó. Nói chung là nó zin từ con ốc luôn. Đấy, bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác ạ. Bác nào nhu cầu liên hệ 08 222 81999 hoặc 0911 169 961 ạ. Em cảm ơn.